Siêu thị máy tính trị Anca xin chào. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm Asus K401LB FR119D. Không có quá nhiều laptop Asus Core i5 mà giá trị hơn 11 triệu đồng như Asus K401LB FR119D này. Điểm nổi bật mà bạn sẽ thích ở chiếc laptop này đó chính là sự nhỏ nhẹ vừa phải của một màn hình 14 inch, vỏ hợp kim sang trọng và thiết kế cực mỏng nhẹ, chỉ dưới 2kg. Ngoài ra vì được trang bị thêm 2GB card rời Nvidia nên có lẽ chiếc máy tính này sẽ phù hợp hơn với những bạn thích xem phim, chơi game hoặc là những bạn sinh viên kỹ thuật. Về tổng quan bên ngoài, cảm nhận đầu tiên khi mở máy ra, máy rất là nhẹ nhàng, dễ di chuyển và rất là mát khi chạm tay vào. Với độ dày chỉ 2,1cm kết hợp với vỏ kim loại có họa tiết vân xước sọc cao cấp, gam màu xanh đen kết hợp với tông màu bạc phía trong đã tạo nên một sản phẩm tinh tế. Asus K401LB FR119D này có đường nét tối giản và nút nguồn được trang trí vân tròn sáng loáng. Phần xung quanh bàn phím được phun lớp cát mịn. Bàn di chuột được cắt bằng viền kim cương tinh xảo, góp phần tạo phong cách cá tính cho người sở hữu. Bên cạnh đó, bàn phím sẽ cho bạn những trải nghiệm trực quan, những phím bấm đầm tay và nhạy bén hơn, cũng như là đánh máy thoải mái hơn nhờ một hành trình tối ưu 1,6mm. Bàn di chuột sử dụng công nghệ Smart Gesture thông minh, cho khả năng điều khiển tự nhiên trên từng ngón tay. Diện tích chuột rộng và bề mặt trơn cho phép bạn di chuyển mượt mà các đầu ngón tay. Cũng như những chiếc laptop khác của hãng, Asus K401LB cũng có đầy đủ các cổng kết nối. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một cổng cắm nguồn, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI. Sau cùng là hai cổng USB 3.0 tốc độ cao. Do máy khá là mỏng nên bạn sẽ không có cổng VGA để kết nối với các loại máy chiếu đời cũ, nhưng bạn có thể dùng cáp chuyển đổi từ HDMI sang. Bên phải thân máy sẽ bao gồm một jack cắm tai nghe tích hợp microphone. Bạn có thêm hai cổng USB nữa và sau cùng là một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh đa năng. Phía cạnh trước chỉ có các đèn báo. Về dung lượng pin, máy có pin được gắn liền dung tích 3 cell, được sử dụng khoảng 3 giờ cho các công việc văn phòng. Ngoài ra, các bạn cũng có thể quan sát thấy với hai loa được bố trí ở hai bên rìa, hãng vẫn đã phát triển công nghệ Sonic Master với mục tiêu mang đến cho bạn chất lượng âm thanh tối ưu, âm lượng rõ hơn, trong khi đó tiếng vang sẽ lớn hơn. Asus cũng khéo léo giấu đi khe tản nhiệt ở khớp nối màn hình và thân máy, nhằm khiến cho máy của chúng ta sẽ đẹp hơn và hơi nóng thì sẽ không còn phả vào tay người dùng như các dòng laptop thông thường. Về hiệu năng vận hành của máy, Asus K401LB được trang bị chip Core 5 lõi kép, xúc nhịp cao nhất là 2,7GHz, một bộ nhớ RAM tiêu chuẩn là 4GB và ổ cứng 500GB. Bạn còn khả năng chơi những tựa game phổ thông hay là chạy được các phần mềm đồ họa của sinh viên công nghệ kỹ thuật nhờ một card màn hình rời Nvidia 940M 2GB. Các kết nối không dây khác cũng được trang bị như công nghệ mới nhất hiện nay Bluetooth V4.0, Wi-Fi chuẩn AC cho tốc độ lướt web và xem phim gấp 3 lần so với trước đây. Màn hình được trang bị một độ phân giải Full HD 14 inch cho hình ảnh rất là sắc nét đến từng chi tiết. Ngoài ra thì chế độ Ice Care của công nghệ Spandit sẽ giảm thiểu ánh sáng xanh, bảo vệ mắt của bạn tốt hơn. Như vậy thì Asus K401LB FR119D này là sản phẩm mới với cấu hình cao nhưng có mức giá rất là tốt. Máy rất thích hợp cho những bạn sinh viên kỹ thuật hoặc là những bạn có nhu cầu di chuyển nhiều. Xin đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Bạn có thể tham khảo thêm tại website ankang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!